Có một điều các bạn lái xe ở Mỹ để ý cái chỗ này. Khi nó cho chạy tốc độ bao nhiêu là phải chạy đúng. Tuy nhiên, cho mình cái du di, cái độ sai biệt khoảng 3 dặm 1 giờ. Thí dụ bây giờ cho cái bảng tốc độ là 60, mình chạy 63 được. Chạy 64 có thể bị phạt. Tôi dùng chữ có thể, tức là tùy theo cái người cảnh sát, có thể họ bấm tốc độ họ bắt mình. Họ thấy 64, 65 họ du di, ok đi. Nhưng nếu mà cái người cảnh sát lại coi xe mình để cruise control, tức là mình chạy với tốc độ mà mình kiểm soát bằng máy, thì nếu mình để 64 mình bị phạt, là tại vì mình cố tình chạy 64. Còn nếu mình chạy bình thường, cái chân ga mình mạnh nhẹ khác nhau, cái sự sai biệt, cái độ sai biệt 3 mile 1 giờ nó ok. Còn nếu mình để cruise control thì để xe chạy tự động, nó hệ thống tự động, mà mình để 64 có nghĩa là mình cố tình chạy quá 1 mile nữa, mình bị phạt.